Xem một phóng sự ngắn của chúng tôi trích đoạn những vai diễn đặc sắc của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, và người nghệ sĩ tài ba này sẽ là khách mời đặc biệt trong chương trình Hot Fay ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh Thành Lộc rất nhiều vì đã nhận lời mời tham gia chương trình. Anh Thành Lộc thân mến, nổi tiếng với rất nhiều vai diễn, biệt tài của anh là có thể khiến cho khán giả yêu, ghét, khóc hay cười theo ý mình. Điều này không phải người nghệ sĩ nào cũng có thể làm được. Anh có thấy mình khác biệt không? Trong nghệ thuật thì cái tài năng thiên phú nó cứ quyết định đối với mình là 50-50. Ngoài cái sự rèn luyện của sự nỗ lực của bản thân, nhưng mà cũng phải có cái thiên bẩm đó. Ví dụ như có những người nghệ sĩ, người ta có thể diễn kịch cho người lớn nhưng người ta không thể diễn kịch cho trẻ con được, và ngược lại, có những người có thể đóng hài hước nhưng không đóng bi được. Nhưng mà mình là một trong rất nhiều nghệ sĩ có khả năng làm được nhiều cái công việc nó khác nhau. Cho nên thứ nhất là mình cũng tự thấy đó là một cái sự may mắn. Cái thứ hai nữa là mình cũng không phủ nhận cái sự nỗ lực của bản thân để có thể liên tục được tỏa sáng nhiều như vậy. Mỗi một người nghệ sĩ nó giống như là một viên ngọc, ai cũng có thể có cái chất ngọc đó trong người mình, nhưng mà ngọc suy cho cùng thì nó cũng là đá thôi. Cho nên nếu như mình biết mài dũa cái người mà có một cái sự nỗ lực bản thân thì mình biết mà dù như thế nào, khi mà nó có nhiều góc cạnh thì nó sẽ càng tỏa sáng. Mọi người gọi anh với danh xưng là phù thủy sân khấu hơn là nghệ sĩ ưu tú. Phải chăng là phù thủy sân khấu mới chính là sự ghi nhận, còn nghệ sĩ ưu tú chỉ đơn thuần là danh hiệu? Một cái người bình thường thì cái từ phù thủy đó nó gần như là một cái từ thoá mạ. Cái tay này phù thủy lắm, cái cô kia phù thủy lắm. Thì cái phù thủy ở đây, ở cái góc độ của một người làm công tác diễn xuất, thì mình có thể điều khiển được cảm xúc không phải chỉ của chính mình, mà điều khiển được cảm xúc của khán giả, thì cái đó nó mới ghê. Đây đó tôi cũng còn nhớ nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cũng có nói đến một cái chi tiết như thế, tương tự như vậy. Thí dụ như tôi muốn hôm nay khán giả khóc nhiều, tôi muốn hôm nay khán giả khóc ít, tôi muốn hôm nay khán giả cười oà lên, và tôi muốn hôm nay khán giả chỉ cười mỉm mỉm thôi. Cái điều đó nó có khả năng nằm trong tay của một cái người nghệ sĩ, cái người diễn xuất mà tay nghề cao, thì họ có thể điều tiết được cái điều đó. Thì tôi nghĩ là, làm được cái điều đó cũng thật là thú vị. Tuy nhiên, quý vị cũng hiểu một điều là đôi khi cái cảm xúc của người nghệ sĩ nó còn tùy thuộc vào cái sự phản ứng của khán giả nữa. Cái hôm nào mà khán giả mà không khí nó im ắng quá, tôi mất hứng. Hôm nào khán giả hưởng ứng quá nhiệt tình thì nó làm cho mình càng hưng phấn lên. Cho nên đôi khi quý vị khán giả cũng chính là phù thủy đó. Bởi vì khán giả là phù thủy một cách vô thức, là
quý vị, cái không khí của người xem nó tác động ngược lại cho cảm xúc của cái người nghệ sĩ. Khán giả đến với sân khấu kịch ngày càng ít đi, tính giải trí cũng được ưu tiên hơn. Nếu vẫn chọn con đường thiên về nghệ thuật vị nghệ thuật, sang trọng, bác học, thì liệu các vở diễn, vai diễn của anh có nhiều đất sống hay không ạ? Dạ thưa, thật ra thì sân khấu IDCAP của chúng tôi thì nó vẫn tồn tại hai cái mảng cùng song hành với nhau, là một cái mảng giải trí và một cái mảng học thuật. Bởi vì thật ra nếu mà chúng tôi tách rời hai mảng này ra là chúng tôi đã bị đóng cửa từ lâu rồi. Suy cho cùng thì nghệ thuật, cái chức năng ban đầu của nó là giải trí thưa quý vị. Nếu mà chúng ta cứ bị mê tín một cách cực đoan mà chúng ta nghĩ là nghệ thuật là không dính dáng, không liên quan gì tới giải trí, và cho rằng giải trí là một cái gì đó nó rất là thấp kém thì là sai. Dạ. Thì trở lại với sân khấu kịch IDCAP của chúng tôi đó, thì chúng tôi vẫn song hành hai cái mảng như vậy. Bởi vì nếu mà chúng tôi cứ đơn thuần ở một cái dòng chỉ đơn thuần là giải trí thôi thì khán giả, những khán giả mà yêu thích cái dòng nghệ thuật gọi là, thật ra tôi không thích dùng cái chữ nghệ thuật đỉnh cao, tôi chỉ muốn dùng một cái từ nghệ thuật bác học thôi, thì người ta sẽ bỏ sân khấu của mình. Bởi vì bản thân tôi khi mà tôi theo cái nghề này là bởi vì tôi yêu cái dòng nghệ thuật bác học. Dạ, tôi yêu một cái mảng sân khấu với cái những vở kịch kinh điển của thế giới. Rồi từ đó mình mới tồn tại, mới song hành với nhau. Cho nên cho tới bây giờ quý vị thấy là chúng tôi vẫn có những cái dàn kịch mục để chúng tôi phục vụ cho một cái đối tượng khán giả kén chọn tác phẩm hơn. Bởi vì thật ra chúng tôi làm điều đó là làm cho chúng tôi nữa. Nếu mà chúng tôi cứ diễn hoài những cái vở kịch mang tính sinh hoạt thì bản thân tôi cũng chán. Dạ, mình chạm vào những cái tác phẩm và có giá trị văn học thì bản thân cái người diễn viên mình nó cũng nâng cấp lên về trí tuệ, nâng cấp lên về nghệ thuật diễn xuất, cho nên tất cả hai cái điều đó không tách rời nhau được. Trong một cái thực đơn nhà hàng, quý vị thấy ha, một cái tô canh bún, một cái tô bún riêu có thể bán ở ngoài đường, nhưng mà nó có thể xuất hiện trong một cái thực đơn của những cái nhà hàng sang trọng, của những khách sạn 5 sao gì thường đấy. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta không thể tách rời nó ra. Yeah. 55 tuổi, sở hữu gần 600 vai diễn. Tôi biết rằng có không ít lần anh phải đánh đổi máu, nước mắt và thậm chí cả cái chết cận kề. Anh có thể chia sẻ với khán giả về điều này. Hồi xưa đó tôi có một cái lúc mà tôi mới vừa ra trường, tốt nghiệp trường sân khấu, khi tôi có thể sắm một cái cuốn sổ, đóng ba cuốn 100 trang. Thành 300 trang, thành một cái cuốn sổ, đóng một cái bìa da rất là đẹp. Cái cuốn sổ đó tôi chỉ để ghi lại tất cả những cái vai diễn của mình. Từ kịch cho đến cải lương, cho đến tấu hài, cho đến điện ảnh, truyền hình. Tôi đóng vai gì là tôi ghi lại hết. Thì cái thời điểm đó là thời điểm trên 300 vai rồi. Đến một cái thời điểm mà tự nhiên cái mình cảm thấy, sao tất cả đối với mình sao nó hình như có vẻ nó phù du, lưu lại cái này để làm gì, thế là đốt mất tiêu. Cũng có những lúc người ta bồng bột mà, nhưng mà cũng có những lúc cũng có thể gọi đó là giác ngộ cũng được. Tại vì mình cảm thấy tất cả những cái nó lưu lại cũng nó giống như một cái thành tích, mà cái thành tích đó nó có cái gì nó hơi hào nhoáng, cho nên mình tự nhiên mình tôi nghĩ bây giờ cái cách giải quyết đó là nó bị sai lầm rồi, là mình đã đốt mất tiêu cái cuốn đó rồi. Thì cho đến bây giờ thì đúng là cũng ngót nghét trên dưới thôi, trên dưới khoảng 500 đến 500 mấy vai diễn. Có những vai mình thật sự thích thú, có những vai mình hoàn toàn không ưng ý lắm với nó, nhưng mà trên cái nguyên tắc làm việc của mình từ xưa giờ á, chỉ có cái gì mình thích thì mình mới nhận thôi. Không phải chỉ vai diễn mà đôi khi nó chỉ là kịch bản. Khi mà một cái kịch bản nó quá hay thì vai nào mình cũng thích. Cho nên có những lúc có những cái vai diễn mà chỉ xuất hiện trong vòng chỉ có 15 đến 20 phút. Thí dụ như là nhân vật ông Thiện trong cái vở kịch của cố tác giả Ngọc Linh là Ngôi nhà không có đàn ông chẳng hạn. Hay là có những cái bộ phim mà mình chỉ thoáng qua, như những cái vai bây giờ người ta gọi là khách mời cameo thôi, nhưng mà khi đó là một cái kịch bản hay thì mình sẵn sàng mình làm, mình muốn góp
sức góp mặt góp công của mình vào một cái tác phẩm hay. Bởi vì người ta sẽ, nếu người ta nhớ đến tác phẩm thì người ta sẽ nhớ đến à, hình như trong cái đó có thằng Thành Lộc à, thì nó cũng là một cái vinh dự cho mình. Để trải qua được một cái khoảng thời gian như vậy đối với mình thật sự đó là một cái hạnh phúc lớn lắm thưa quý vị. Bởi vì mỗi một con người, người ta chỉ sống có một kiếp người, là cái cuộc đời của mình thôi. Nhưng mà cái sao mà làm cái nghề diễn viên nó sướng quá, nó có thể mình trải nghiệm qua tới cả trăm cả ngàn, nếu ai mà sống dai thì có thể trải nghiệm đến cả chục ngàn cái số phận của con người khác nhau. Đôi khi trong đó có những cái con người nhân cách của những cái nhân vật đó nó hơn cả cái con người của mình. À, cho nên trong một cái quá trình mà mình làm, mình chạm được vào một cái tác phẩm, mình chạm được vào một cái nhân vật, thì chắc chắn một điều, nếu như cái người nghệ sĩ đó là một người có tri thức tốt, có ý thức tốt, thì mỗi một cái vai diễn, mỗi một cái tác phẩm đó hoàn thiện nhân cách cho chúng tôi. Bởi vì đôi khi trong cuộc sống mình có những lúc mình rất tệ, mình xử sự không hay, nhưng mà qua cái nhân vật mà mình đóng nó lại có những cái xử sự rất hay, những giữa con người với nhau, thì cái đó nó dạy cho mình những cái bài học. Ngày xưa tôi đâu có dễ dàng tha thứ đâu Quỳnh Loan. Dạ, cái nghề diễn mà đụng chạm nhau một cái là thù dai ghê lắm. Không thỏa mãn một điều gì đó thì mình cũng có thể mình chạnh lòng, nếu không cảm thấy bị tổn thương thì cũng sẽ bị nổi giận. Nhưng mà cái tác phẩm, cái vai diễn nó lại đem đến cho mình những cái bài học về nhân cách, thì từ từ mình ngộ ra được rất nhiều vấn đề. Và tự nhiên bây giờ nói thật là với Quỳnh Loan là mình sống thư thái lắm. Lâu nay mọi người vẫn thường hay mặc định Thành Lộc và Hoài Linh là hai chiến tuyến khác hẳn. Các anh từng ngồi ban giám khảo chung với nhau nhưng mà chỉ là vì phép lịch sự, chứ thật lòng thì không vừa lòng nhau. Anh nói sao về điều này? Ai nói với Quỳnh Loan như vậy? Dư luận là dư luận nào? Thứ nhất là sao là dùng cái chữ là chiến tuyến? Tại vì chiến tuyến có nghĩa là kẻ thù mới là chiến tuyến, mà tôi với Hoài Linh trời chơi thân nhau gần chết, có chiến tuyến gì đâu. Hoài Linh nhỏ tuổi hơn tôi về tuổi đời và cả về tuổi nghề. Hoài Linh ở ngoài đời gặp tôi là kêu đại ca và tôi kêu Hoài Linh là hiền đệ. Tụi tôi rất là quý nhau. Cái vấn đề là như thế này nè, cái lúc mà tôi rất là xin lỗi quý vị, tại vì mình nói thì mình nói cho nó hết ý ha, chứ tự nhiên mình nói mình là người nổi tiếng thì nghe nó vô duyên, nhưng mà mình nói cho nó cặn kẽ. Khi mà lúc tôi làm một người nổi tiếng ở showbiz vào những thập niên 80-90 thì lúc bây giờ Hoài Linh chưa có nổi tiếng. Sau đó được vài năm thì Hoài Linh rất nổi tiếng ở hải ngoại, thì hai cái môi trường hoàn toàn khác nhau, một người trong nước và một người ở Hoa Kỳ, cho nên chả liên quan gì với nhau, chả đụng chạm gì với nhau, chả liên quan gì tới cái nồi cơm của nhau hết. Sau đó một thời gian thì Hoài Linh về nước và bắt đầu có những cái hoạt động ở trong nước. Lúc bây giờ thì tôi chưa sang Mỹ trình diễn gì cả, nhưng mà bởi vì tôi đã xác định một cái điều là tôi là cái dòng kịch chính thống, kịch dài, còn Hoài Linh thì chỉ chuyên về hài hước thôi đó, cho nên ủa cũng chả đụng chạm gì nhau, không có vấn đề gì với nhau cả đó. Tôi còn nhớ lúc bấy giờ tôi rất là nổi tiếng ở nhân vật cộng đồng trên sân khấu kịch Idicaf. Nhân vật của tôi là một người linh đồng và tôi rất thành công cái nhân vật vai đó. Tôi đoạt giải Cù Nê Vàng của báo Tuổi Trẻ cũng từ cái vai đó luôn. Thì tình cờ thì tôi gặp Hoài Linh, kêu Hoài Linh đấy, lúc đó thì Hoài Linh chưa có kêu tôi là đại ca. Kêu Hoài Linh nói anh em nghe nói Linh Đồng giỏi lắm hả, nghe nói Linh Đồng hay lắm không, em là dân Linh Đồng chuyên nghiệp đó nha. Cái đó cái lúc đó tôi còn dẫn lên, ê Linh Đồng chuyên nghiệp với Linh Đồng sân khấu khác nhau nghe, cái chuyện lên chuyện hoàn toàn khác nhau á. Cái này bây giờ nào mà em Linh Đồng em cho anh coi, Linh Đồng em, Linh Đồng là nghề của em đó. Tức là tôi thấy cái lúc đó, sau đó thì sau đó tôi về tôi có nói tôi còn nói với nhiều người, ê mọi người nói sao nói chứ tôi thấy Hoài Linh ở ngoài dễ thương lắm nha, nói chuyện tự nhiên lắm á, thoải mái mà lễ phép đó, nó không có vấn đề gì đâu đó. Thì chính tôi còn nói như vậy mà.
Sau đó một thời gian cái tôi gặp Hoài Linh trong một đám cưới của một đồng nghiệp, cái tôi mới gặp Hoài Linh. Hai đứa đang lấy đồ ăn ăn buffet, mà thật sự mà nói Hoài Linh lúc thời điểm đó còn hình như có vẻ rét tôi lắm á, tại vì biết là tôi ở bên đây rất là nổi tiếng cho nên Hoài Linh không bao giờ mà dám nói chuyện trước hết á, không có nói chuyện trước vậy đó. Cái hai hai anh em đang lấy đồ ăn với nhau, cái gần nhà của tôi đây, khỏe không? Khỏe không? Tôi còn nhớ tôi dùng một cái từ vậy nè, tại vì thời điểm đó là tôi cũng hay giả gái, mà Hoàng Linh cũng Hoài Linh tại quá nổi tiếng giả gái rồi. Cái tôi mới ghẹo lên đấy, khỏe không em gái? Cái Hoài Linh giận tôi, trời ơi, anh giỡn vậy hả? Rồi cái tôi, ủa chứ giỡn sao? Cái rồi nó, ủa em nghĩ là anh ở ngoài anh nghiêm lắm, anh không bao giờ mà anh giỡn mà anh kêu em gái chị gái được đâu, nó vui duyên gì trong nghề nhau giỡn nhau chứ có gì đâu dữ vậy. Cái từ đó sau Hoài Linh thoải mái với tôi luôn, tôi nói trời em đâu có bao giờ dám giỡn với anh trước đâu, em nghe nói mà anh nghiêm lắm kiểu gì đó. Thì từ đó về sau tất cả mọi chuyện rất là bình thường. Tôi biết nó có một cái sự cố xảy ra từ một cái game show, tôi đâu có biết Tăng Hữu Thiên phải không? Tăng Hữu Thiên là con nuôi của Hoài Linh, tôi đâu biết đâu. Cái sau này tôi gặp ở đây tôi nói lên anh đâu có biết Tăng Hữu Thiên là con nuôi em, cái anh chỉ tưởng đâu cái đó là bạn tổ chức ở bên game Lăng Xê Hành Thiển thôi, anh đâu có biết là nó là con em đâu. Kia nó cười, ôi sao có gì đâu, anh hiểu lầm mà không có gì hết. Cái lúc mà hai đứa tôi làm mà ban giám khảo Việt Nam rất là làm với nhau đó, cái Linh còn mới đi, nó, lúc ở ngoài Hà Nội á, lúc mà đi tuyển sinh ở Hà Nội, cái, mỗi lần mà băng qua đường một cái mà khán giả mà nhận ra tôi với Hoài Linh nha, cái Linh còn nói anh em với anh cặp kè nhau nắm tay băng ngoài đường, cái này kia vậy, cái này đừng cho mọi người biết là tụi mình không có ghét nhau. Nó thành ra tôi thấy là đôi khi thật sự mà nói là một cái là truyền thông, cái này là tôi nói thiệt, một là truyền thông, hai là chính fan hâm mộ của những người nghệ sĩ đã góp phần tạo cái khoảng cách, cái rào cản làm cho tụi tôi đôi khi nghĩ là tụi tôi ghét nhau. Cho nên đâu có gì đâu, không có vấn đề gì trong chuyện này cả. Hoài Linh xác định cái đối tượng của Hoài Linh, đối tượng khán giả mà Hoài Linh nhắm tới là đối tượng nào, cũng như tôi xác định cái đối tượng của tôi là ai. Cho nên chả có đụng chạm gì với nhau cả. Huống chi tôi vẫn thừa khả năng đi vào được cái giới khán giả của Hoài Linh, bởi vì trước khi tôi có một cái nhà hát riêng, tôi cũng đi tấu hài mà, tôi cũng quay những chập hài ở trên cái thời mà còn video tape đó, thưa quý vị nhớ không? Đó, tôi Hồng Vân, anh Lê Vũ Cầu, Hồng Đào vân vân, Phước Sang, Hữu Châu, Minh Nhí, chúng tôi cũng tấu hài rần đi khắp nơi trên cả nước. Sau này khi mình thành lập công ty, mình xác định không, giờ tôi chỉ làm kịch dài thôi, là bởi vì mình đã khoanh vùng, mình xác định cái đối tượng của mình. Huống chi Hoài Linh cũng vậy. Hoài Linh đã từng rất thành công trong nhân vật Trạng Quỳnh của một vở kịch dài ở nhà hát kịch thành phố, và rất nhiều vở kịch dài khác mà Hoài Linh tham gia. Hoài Linh cũng là một người diễn hài xuất sắc và diễn bi không thua kém ai. Thưa quý vị, nhân đây tôi nói luôn, quý vị chắc biết là cái nhân vật ông Tư trong vở Già Cổ Hoài Lan của Thành Lộc, là Thành Lộc sống chết với cái nhân vật này đã trên 10 năm. Và bây giờ Lộc tái dựng lại cái vở này, Lộc liên tục thành công với nó và Lộc đem cái vở Giờ Cô Lăng sang Hoa Kỳ diễn nữa. Nhưng quý vị có tin không? Thành Lộc chưa hề nhận được một giải mai vàng nào trong cái vải đó hết. Nhận được biết bao nhiêu giải mai vàng diễn viên, riêng cái nhân vật ông Tư trong Giờ Cô Lăng rớt hết, không bao giờ được. Hoài Linh nhảy vô diễn đúng có 3 suất, lấy cái giải mai vàng ngon ơn. Hoài Linh đã từng diễn vai ông Tư của Thành Lộc trong vở Già Cổ Hoài Lan tại sân khấu 5B, diễn đâu được 3-4 suất gì đó, lấy một cái mai vàng ngon ơ. Điều đó chứng tỏ là đẳng cấp của Hoài Linh không thua kém gì Thành Lộc đó. Thành ra bây giờ đừng, cho nên quý vị đừng có nghĩ là Hoài Linh với Thành Lộc là hai chiến tuyến là hoàn toàn sai, bởi vì công việc của mình anh ấy làm và anh em chúng tôi vẫn rất là quý nhau thế thôi. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc lâu nay được mệnh danh là phù thủy sân khấu. Anh có thể hóa thân vào mọi kiểu nhân vật, khiến người xem khóc cười theo ý mình. Nhưng ít ai biết, đằng sau vinh quang của Thành Lộc là những giọt nước mắt từng khiến anh nhiều lúc muốn bỏ nghề. Những câu chuyện về giới tính, về nỗi cô đơn và cả những lần chống chọi với tai nạn và bệnh tật sẽ được nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ trong phần 2 của chương trình. Mời quý vị đón xem.
55 tuổi đời, 47 tuổi nghề, Thành Lộc đã rót xương máu, linh hồn vào gần 600 vai diễn. Anh biến hóa khôn lường trong các vai diễn, từ ông già, thanh niên, em bé, thiếu nữ, kể cả phù thủy hay động vật như chồn, hổ, khỉ. Con rất thích chú Thành Lộc vì chú Thành Lộc diễn những cái vở kịch rất là vui nhộn, và con thích nhất là cái vở kịch Hoàng tử Ai Cập của chú Thành Lộc. Chú diễn rất là tự nhiên, ngoài ra thì diễn rất là vui nhộn, cho mình cảm thấy giống như là mình đang lạc vào lại thế giới tuổi thơ của mình như vậy. Từ các vai diễn là mình trưởng thành, là ảnh luôn gây ngạc nhiên cho mình. Mình không có thể nào mà làm theo cách của ảnh được, tại vì ảnh quá siêu, ảnh có thể là làm nhiều cách khác nhau. Nhưng mà mình thì ảnh muốn là mình phải thực sự là cảm nhận được cái vai diễn, chứ không phải là ảnh áp đặt diễn viên vào cái vai diễn đó. Sân khấu với Thành Lộc là cuộc đời, và chưa bao giờ anh nghĩ có ngày sẽ chia tay nghệ thuật. Là một người nghệ sĩ nổi tiếng, được đông đảo khán giả yêu quý, nhưng anh lại cô đơn trong cuộc sống riêng tư. Có phải là vì anh nặng gánh gia đình phải chăm lo cho mẹ già nên chọn cuộc sống độc thân, hay là còn vì lý do nào khác anh có thể chia sẻ ạ? Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình cô đơn. Tôi đọc nhiều bài báo, rất nhiều người bạn thân của tôi thì tôi rất hiểu Thành Lộc. Tôi thế này thế kia mà cái đó Thành Lộc là người rất cô đơn. Tôi nói ủa, hồi nào tôi cô đơn hồi nào mà tôi không biết. Thì bây giờ quay trở lại cái câu chuyện đó, thưa quý vị, một đời người ai cũng phải qua một cái giai đoạn thiếu niên, thanh niên rồi trung niên, đúng không? Thì cái giai đoạn khi mà mình bắt đầu mình bước vào cái ngưỡng cửa trung niên thì ai cũng có một thoáng chạnh lòng khi cảm thấy sao mình lại sống một mình thế này. Nhưng mà nói thật, khi mà mình đã vượt qua được cái điều đó, tôi cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Tôi vẫn toàn tâm toàn ý với cái niềm đam mê của mình là hoạt động trong nghệ thuật. Xin quý vị đừng xem đây là một cái sự ngụy biện, tại vì nó ế quá cho nên bây giờ nó không phải. Bởi vì tôi có rất nhiều cơ hội để có thể mình lập gia đình, nhưng mà tự nhiên tôi cảm thấy tôi rất mệt mỏi khi lập gia đình. Tôi có lẽ tôi là người bị nặng về tôn giáo nhiều, và tôi cảm thấy sống một cái kiếp người hơi bị mệt quá. Mình phải đối phó với quá nhiều thứ để mình được tồn tại và an toàn. Cái chữ an toàn đây tôi hoàn toàn nói đúng về nghĩa bóng là nghĩa đen. Thì cho nên tôi rất sợ. Và tôi nghĩ là thôi, có lẽ sống một kiếp mình như vậy là xong, là ổn. Tôi không có hứng thú với chuyện lập gia đình. Tôi không muốn làm khổ ai cả. Bởi vì ở cái đợt vào tuổi của mình mà lập gia đình là làm khổ người ta rồi đó. Nếu mà sanh con thì còn làm khổ một con nữa đó. Cho nên thôi, cứ vậy đi, quẳng gánh lo đi mà vui sống là được rồi. Cái điều quan trọng là khi người ta xác định được người ta sống để làm gì, sống có mục đích đó, thì mình cảm thấy không có vấn đề gì lớn cả. Chung quanh mình còn có những người có những cái sự hy sinh mất mát lớn hơn mình nhiều lắm. Lớn hơn nhiều lắm. Cho nên cái sự cô quạnh của mình chả là cái gì so với rất nhiều sự đóng góp của những con người xung quanh ta. Anh quan niệm như thế nào về tình yêu? Nhiều người cũng tò mò không biết nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc khi yêu thì như thế nào. Tôi yêu như bất cứ một người nào yêu thôi. Hồi xưa cũng hay đặt tiêu chuẩn là người yêu của tôi là phải xinh xinh, phải đẹp đẹp, phải có học thức, phải gì đó. Không hề, tôi trải qua không dưới 10 cuộc tình rồi, và Quỳnh Loan ơi. Và đôi khi sau đó quay lại mà nói chết cha, sao mình yêu người chả xứng đáng gì cả. Nhưng mà có sao đâu, yêu là yêu hả? Bởi vì yêu là cái sự rung động của cái này, chứ đừng phải là cái này. Yêu mà tính toán cái này quá, mình lại là con người thủ đoạn đó. Cứ cho cái này để yêu đi, sướng lắm. Bởi vì tôi nghĩ là nhiều cái thắc mắc là tại sao tôi thật sự là đối với truyền thông chưa có ai thấy người yêu tôi là ai cả, đúng không? Nhưng mà tôi diễn là yêu rất giỏi, bởi vì tôi có những cái mối tình của tôi. Và thật ra thất bại nhiều, yêu nhiều, đau nhiều, khổ nhiều, nó mới cho mình được cái sự thăng hoa khi mình diễn về tình yêu, khi mình mô tả về tình yêu. Cho nên tôi nghĩ yêu hả, cứ yêu theo cảm tính đi. Nếu như vậy thì khóc hay đớn đau vì một cuộc tình nó vỡ tan thì chắc có lẽ là đã trải qua. Dạ, trải qua nhiều, khóc nhiều. Tôi đã từng đóng cái phòng lại khóc rưng rức như một đứa con nít. Khóc thành tiếng luôn. Khóc như một đứa con nít. Và sau đó thấy mắt mình đẹp hơn, bởi vì tiếng lệ mình nó làm mắt mình long lanh. Chả sao cả. Nói chung là nếu như chúng ta kết hợp được cả lý tính
và cảm tính thì chúng ta là người tỉnh táo. Nếu như chúng ta trở thành một người mong muội chỉ yêu bằng sự cảm tính thôi thì chúng ta khổ. Nếu chúng ta chỉ yêu bằng cái đầu thôi, phải tính toán bao giờ có lợi cho mình thì hãy yêu, thì chúng ta là người khô khan. Chúng ta chỉ là người thích nhận chứ không thích cho. Nhưng mà trong tình yêu, cho cũng là một sự thú vị, cho nó sướng lắm. Dạ. Và chúng ta cảm thấy mình cao thượng. Dạ. Còn nếu chúng ta chỉ nhận thì đôi khi chúng ta nhìn vào gương chúng ta thấy mình là những kẻ thấp hèn đó. Nhưng mà chả sao, mỗi người chọn cho mình một cách sống, sống thế nào không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, một cái bài hát rất hay ha. Và đó là của anh Lê Hữu Hà. Ngoài ra rất nhiều những tình ca của các cụ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, vân vân, rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng lường danh khác, người ta vẫn ca ngợi tình yêu mặc dầu trên lưng của họ biết bao nhiêu là vết thương lòng. Với nhiều người yêu như vậy thì khi anh gặp lại một trong số những người đã từng yêu thì anh chọn cái cách cư xử nó như thế nào? Dạ, có những người tôi không bao giờ gặp lại, và do hoàn cảnh có những người gặp lại thì rất là vui. Có những người cha ơi, làm được cái điều mà biến cái tình yêu thành cái tình bạn nó khó lắm. Bởi vì đôi khi có những sự chia tay trong êm đẹp thì gặp lại rất là vui. Sao giờ này sao? Kiểu vậy đó ha. Chỉ cần hỏi thăm nhau chút xíu nghe là nó giống như là mình quay trở lại yêu như ban đầu vậy đó. Nhưng mà vậy dĩ nhiên là không thể tiếp tục được. Nhưng mà chỉ cần hỏi là dạo này anh sao? Hoặc là dạo này em sao? Hạnh phúc không? Trời ơi, một câu nói vậy thôi là mình cảm thấy mình hả dạ ghê lắm. Nhưng mà có những cái sự chia ly hoàn toàn không êm đẹp, cho nên không gặp nhau là tốt nhất. Dạ. Còn nếu gặp nhau thì thôi, bình thường, làm lơ thôi. Dạ. Nhưng mà miễn được có nói xấu nhau. Trong tình yêu nó kỳ lạ quá, đúng không quý vị? Tự nhiên cái ranh giới giữa yêu và thù nó như một sợi chỉ mỏng manh. Mình đáng làm sao mình sống, đừng có để như vậy. Thì như vậy mình mới còn nhìn mặt nhau được. Yeah. Nhiều người vẫn hay nói rằng được cái này sẽ mất cái kia. Anh có nghĩ rằng là do sự nghiệp thành công nên đường yêu của anh lận đận? Nếu đúng như vậy thì đó có phải là một sự đánh đổi hay không? Dạ, rồi tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, và có lẽ bây giờ cũng có nghĩ như vậy. Không ai cho không ai được gì bao giờ. Tôi còn nhớ đến một cái vở kịch tôi đóng là Hạnh Phúc Từ Trên Trời Rơi Xuống. Tôi đóng vai một cái con quỷ mà luôn luôn giúp đỡ một cái anh này, và anh này anh muốn có tiền là anh có tiền, anh muốn có vợ là anh có vợ. Nhưng mà sau này mới vỡ lẽ ra là cái con quỷ này nó không có tạo ra được cái gì cho anh hết. Tức là anh có thể lấy tiền của một người khác để anh cho cái anh này. Tức là khi mà anh này có một cái số tiền lớn thì chỗ khác có một người khác bị mất tiền. Anh này có gặp một cái người vợ mới là do cái anh này tạo, làm phù phép cho cái người đàn bà đó ly dị người chồng của mình để quay để gặp ra. Có nghĩa là lấy một cái này trao một chỗ khác chứ người ta không tạo ra cái mới. Thì tôi nghĩ là trong cuộc sống cũng vậy, chắc quý vị cũng thấy là người ta hay nói là luật âm dương, có âm thì phải có dương thì cuộc sống nó mới hài hòa, có cộng thì phải có trừ thì cuộc sống nó mới cân bằng. Cho nên không ai cho không ai điều gì bao giờ. Nếu chưa chúng ta có được vinh quang trong sự nghiệp, ngoài việc đó là sự nỗ lực của bản thân, nhưng mà đồng thời là thì quý vị cứ tưởng tượng là tự nhiên một cái người mà cả triệu người biết tới, đi tới đâu mọi người hoan hô, mọi người vỗ tay, thì bù lại ở một cái cung khác của cái tử vi ấy, nếu quý vị tin tử vi, khi mà quá nhiều những cái vì sao tốt, tại vì tất cả những vì sao trong vũ trụ nó có những vì sao tốt và những vì sao không tốt, khi mà ở trong cái tử vi của mình nó có một cái cung nào mà tập trung hết những cái vì sao tốt sang cái cung đó, thì những cái cung còn lại nó phải đựng những cái vì sao xấu chứ. Thì trong cuộc sống của chúng ta là như vậy đó. Cho nên tôi nghĩ đó là một luật bù trừ, chúng ta phải chấp nhận thôi. Yeah. Anh nghĩ sau khi có một bộ phận nghệ sĩ trẻ hiện nay thường hay lấp lửng chuyện giới tính của mình để nhằm cho mục đích PR? Tôi nghĩ không phải chỉ có giới trẻ Việt Nam đâu, ở đâu cũng vậy trơn. Người ta, tôi không biết họ có mục đích PR hay không, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải đứng ở một cái vị trí là mình là người ta thì mình sẽ làm gì.
Tại vì chúng ta có sống trong một cái xã hội mà người có được xã hội thừa nhận cái quyền con người của cộng đồng LGBT hay không? Đôi khi tới bây giờ mà người ta vẫn còn xem đó là một cái bệnh, là một cái suy nghĩ quá ư là lạc hậu. Bị phi nhân tính. Tôi nghĩ bây giờ mà còn xem cái suy nghĩ về những người LGBT là những người bị trời trừng phạt rồi, đó là một căn bệnh khó trị, vân vân và vân vân, thì đó là một cách suy nghĩ không lành mạnh, phản khoa học và phi nhân tính. Khi chúng ta sống ở trong một cái bối cảnh xã hội có quá còn nhiều những cái suy nghĩ như vậy, dĩ nhiên người ta phải giấu chứ. Bởi vì khi người ta làm cái công việc đứng trước đám đông thì người ta đâu có biết được đám đông nghĩ về họ, người ta như thế nào. Cho nên tốt nhất người ta nên dừng lại ở cái mức là bạn nên ngưỡng mộ tôi ở cái mức độ là tài năng của tôi và sự cống hiến tài năng của tôi là đủ rồi. Còn chuyện đời tư của tôi thì xin lỗi, xin được khép lại. Thì ở nước ngoài cũng vậy ha. Tôi thấy ở Mỹ cũng có những người nghệ sĩ, người ta bộc lộ giới tính của người ta ra, nhưng mà có những người, người ta thấy điều đó cũng không cần thiết. Mà thật ra bộc lộ để làm gì? Cũng chẳng để làm gì. Nếu cần thì người ta đụng á, người ta tuyên bố thôi. Còn cái chuyện mà thời điểm nào người ta tuyên bố là cái quyền tự do cá nhân của người ta. Còn cái chuyện mà bia hay không thì mình không biết. Bởi vì thật ra thưa các bạn biết là có rất nhiều những ca sĩ ở nước ngoài, người ta lấp lửng cái giới tính của người ta, nhưng mà người ta nói thừa là người ta ủng hộ cái cộng đồng LGBT. Thì người ta sẽ được một lúc hai đối tượng, hai fan, hai cái nguồn, một cái nguồn là không ủng hộ LGBT và một nguồn ủng hộ LGBT, thì như vậy là họ được hết. Đấy, thì tôi nghĩ đó là một sự lựa chọn khôn ngoan. Còn BR hay không BR thì cái tài năng nó quyết định hết. Tại vì khi mà mình có tài năng thì mình sẽ bộc lộ được cái điều đó ra để mình giữ được khán giả của mình hay không. Bệnh tật không chừa một ai, là người đã trải qua những ngày tháng khó khăn với bệnh tật, anh có điều gì chia sẻ với mọi người hay không? Dạ, tôi cũng trải qua không ít lần phải đối mặt với bệnh tật. Cái đó là chuyện bình thường ai cũng có. Nhưng mà trường hợp của tôi thì đối diện với tử thần là nhiều hơn. Dạ, một cái lần thứ nhất là tôi bị gai, bị nổi gai cột sống và ở các khớp. Cái nổi gai này thì thật ra nó không có phải từ nghề nghiệp mà ra, nhưng mà ít gì cũng có, là bởi vì nó do tôi bị thiếu canxi chứ không phải là bị dư canxi. Bị thiếu canxi cho nên cái canxi của mình nó phân bổ vào những vị trí không cần thiết. Dạ. Làm mình mọc gai, nhưng mà cái đó một phần là do cái hệ thần kinh của mình nó có vấn đề. Tức là mình suy nghĩ, mình vận dụng cái đầu mình nhiều quá, cho nên nó không điều tiết được cái cơ thể của mình. Và đặc biệt là nó có một cái gai nó mọc ở ngay một cái đốt xương cổ. Mà khi tôi chụp X quang á thì cái hình cái gai nó giống y như cái hình cái gai hoa hồng. Y chang như vậy, và nó mọc vào cái đốt xương cổ và nó có cái hướng nó đâm vào hai cái dây thanh đới của tôi. Cho nên bác sĩ nói là nếu như tôi ra sân khấu mà tôi diễn, nó đang ở một cái mức độ nguy hiểm tới mức là khi mà mình ra sân khấu hoặc là mình hát, hoặc là mình hét, hoặc là mình nói to, thì về mặt nguyên tắc thì cái dây thanh mình nó sẽ giãn căng ra như cái dây đàn. Thì khi mà nó căng thẳng ra thì nó sẽ chạm vào cái mũi nhọn của cái gai đó, thì nó có thể nó làm xung huyết, nó làm mình bị thương ở cái dây thanh đó, nó sẽ xung huyết thì máu nó sẽ có thể nó, nếu mà nó không chảy ra ngược ra cổ họng thì nó sẽ chảy ngược vào trong và nó sẽ lấp vào buồng phổi, và tôi sẽ bị nghẹt thở và tôi chết ngay vào sân khấu không biết lúc nào. Ôi trời đất ơi, tự nhiên sao nó có cái gì nó vận vào người mình ghê quá vậy. Thì cũng may là chuyện đó nó cũng qua rồi. Cái chuyện thứ hai là tôi diễn trong một cái vở kịch cho thiếu nhi, trong một cái chương trình nghệ sử ngày xưa. Tôi đang móc cái tay tôi lên một cái sợi dây và rút lên cao bay vòng vòng, vừa bay vừa hát. Rất là líu lo, thì cái tay tôi tuột ra khỏi cái dây đó và tôi rớt từ một trên một cái độ cao 3 mét. 3 mét thì thật ra cũng chưa phải là cao lắm, nhưng ở trong lúc mình đang bay thế này, nó đang ly, cái lực ly tâm thì nó rớt xuống nó rất là mạnh. Thì cái lưng tôi mới chạm trực tiếp vào sàn sân khấu. Cũng may là
cái đầu tôi nó không có chạm vào trong cái gờ chung quanh cái nhà bạc xiết đó. Khi mà tôi rớt xuống tôi còn nhớ cái đầu của tôi nó chạm đúng cái mí của cái gờ đó, chỉ cần cái lực tôi văng ra ngoài một chút thì cái óc của tôi mà nó đập vào cái gờ đó là coi như bây giờ tôi cười rồi đó. Thì cái lưng của tôi đập trực tiếp xuống sàn và nó cấn vào một cái hộp pin của cái micro xăng phin á, thì tôi bị giật. Thì ở trong bệnh án thì gọi là gãy lúng chứ chưa phải là gãy lìa. Là tôi cũng giờ này là tôi đi bằng hai cái cánh rồi, thì nó gãy lúng ba cái đốt xương sống mà nó ở vào những cái vị trí mà rất có thể tôi sẽ bị liệt nằm một chỗ suốt đời mình. Thì thôi cũng xong, cũng may là mình chưa đến nỗi bị gãy lìa mà chỉ là gãy lúng thôi. Thì trong suốt một cái quá trình nằm viện như vậy, xin thưa với quý vị là tôi rất là lạc quan. Tôi bên cạnh một cái niềm tin vào tôn giáo mà mình có, tôi cầu nguyện, và thứ hai nữa là tôi lại có một cái suy nghĩ rất khoa học, là khi mà mình lạc quan, có nghĩa là hệ thần kinh mình nó vững vững vàng, thì mình có thể, cơ thể mình có thể tái tạo sớm những cái tế bào mới mạnh khỏe để nó vượt qua được cái cơn bệnh. Thì đúng là tôi có 3 lần nằm viện thì 3 lần đều xuất viện sớm hơn cái thời hạn dự định, là do mình sống rất là lạc quan. Nếu một ngày nào đó anh không còn được đứng trên sân khấu để lên đồng trong từng vai diễn thì anh nghĩ mình sẽ như thế nào ạ? Tôi nghĩ tôi sinh ra là để làm nghệ thuật. Mỗi một người được sinh ra ở cuộc đời này họ được trao một cái trọng trách trên vai của mình để làm cho nhân loại, cuộc sống của nhân loại tốt đẹp hơn. Đó là nghệ thuật. Người thì là thi sĩ, người thì là họa sĩ, người thì đàn, người thì ca hát, vân vân. Và tôi nghĩ cái người mà có cái chức năng, có một cái khả năng làm nghệ thuật, nó giống như là công việc của một thiên sứ. Dạ. Nhưng nếu chúng tôi mà không có của cải vật chất để sống thì chúng tôi cũng toi. Có nghĩa là trong cuộc sống này mọi người nương vào nhau mà sống. Thượng Đế ban cho tôi một cái khả năng là làm nghệ thuật. Và tôi làm nghệ thuật có năng suất, có công suất hơn là làm những cái công việc khác. Nó giống như con cá gặp nước vậy đó. Cho nên tôi nghĩ một ngày nào đó nếu như mình không làm nghệ thuật thì giống như con cá bị quăng lên bờ. Nhưng mà nói như vậy thôi. Chứ đây đó thì tôi cũng vẫn thường nói mà Quỳnh Loan, nếu như một ngày nào đó mà Quỳnh Loan thấy Quỳnh Loan ngồi trong một cái quán cà phê mà kêu một ly cà phê rồi thấy cái người bưng ly cà phê đó ra đó là tôi, thì Quỳnh Loan cũng được ngạc nhiên. Bởi vì tôi đã xong một cái nhiệm vụ ở một cái bối cảnh nào đó rồi, và bây giờ tôi đang làm một cái công việc khác nó phù hợp với cái sức khỏe, với cái khả năng lao động của tôi. Cái điều quan trọng là tôi vẫn làm một công việc lương thiện, không xin xỏ ai, không than vãn trên trên mạng truyền thông. Và tôi vẫn làm một cái công việc để tôi có thể nuôi sống mình. Anh từng tuyên bố rằng khi nằm xuống muốn hiến tạng xác mình. Tôi nghĩ rằng anh là một người nghệ sĩ rất là dũng cảm, còn anh nghĩ như thế nào ạ? Thứ nhất là tôi sống độc thân, tôi không có ràng buộc ai với ai cả. Cái thứ hai nữa là tôi có một người khán giả. Tôi còn nhớ hai lần tôi bị vuột không được công nhận nghệ sĩ ưu tú. Thì cái chị khán giả này nè là cái người bao giờ cũng nhắn cho tôi những cái dòng tin là em đừng bao giờ xem cái chuyện đó là quan trọng. Một cái người nghệ sĩ sinh ra ở cuộc đời này, cái điều quan trọng là khán giả. Sau đó một thời gian tôi đi nước ngoài 2 tháng, tôi quay trở về tôi mới tìm cách liên lạc lại với chị. Thì tôi biết là chị đã qua đời rồi vì bệnh ung thư. Và tôi mới gặp chồng chị, tôi xin hỏi chị, tôi muốn ninh sừng đốt nhang ở mộ của chị. Thì chồng cho nói là chị đã hiến xác chị cho trường đại học y dược rồi. Thật sự mà lúc đó tôi khóc thật sự. Khi tôi nghe cái tin đó thì tôi mới thấy là cái con người mình nó nhỏ bé quá. Đôi khi cái người nghệ sĩ mà là cái người mà đứng ở trong ánh sáng của hào quang, của danh vọng, một cái người mà đứng trước để tận hưởng cả ngàn tràng vỗ tay của khán phòng, đôi khi mình bị mấy cái đó nó ru ngủ mình, và mình xem cái tôi của mình nó lớn quá, mình chỉ vuột mất một cái danh hiệu mình buồn 3 ngày 3 đêm chẳng hạn, trong khi người ta
Một cái người bình thường xã hội chẳng ai biết họ là ai. Chị là người đối diện với cái nghịch cảnh, với cái nỗi buồn của bản thân chị từ lâu rồi. Tôi bị mất nghệ sĩ ưu tú, tôi đâu có chết, chứ còn người ta bị ung thư người ta chết. Yeah. Và cái chị này đã biết hiến cái xác của mình cho y học. Để làm chi? Để giúp đỡ cho mấy em sinh viên trường y học có cái xác để mà mổ xẻ, để mà học tập. Tôi học được cái nhân cách lớn đó của chị. Và thật ra không phải chỉ có một người đâu, thưa quý vị. Cả trăm người, cả ngàn người xung quanh chúng ta là những người chả có tên tuổi gì trong làng showbiz. Người ta làm như vậy từ lâu rồi. Ông Lộc, ông tuyên bố ông làm điều đó, cái ông được báo chí, nó quá nhiều. Người ta thấy cái sự hy sinh, cái suy nghĩ của ông Lộc là lớn lao. Chứ thật ra rất nhiều người làm như vậy trước Thành Lộc lâu rồi. Có ai biết cái gì đó đâu. Cho nên, thôi, cái điều đó không lớn. Dạ, và tôi sẽ đi làm cái việc đó theo gương của chị và theo gương rất nhiều những người như vậy. Bởi vì y học của mình còn thiếu thốn nhiều quá. Xin được cảm ơn anh Thành Lộc rất nhiều về những chia sẻ rất là tâm huyết cũng như là những cái lời chia sẻ rất là thú vị của anh ngày hôm nay. Xin được chúc cho anh có nhiều sức khỏe để tiếp tục đóng góp cho nền nghệ thuật của nước nhà. Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn Quỳnh Loan và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Rất mong là câu chuyện nãy giờ không làm cho quý vị nhàm chán.